Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã và đang theo dõi kênh của Hùng Huyền Đông Anh. Hôm nay, ngày 9 tháng 10, Hùng Huyền Đông Anh tiếp tục về cặp loa tai noi ở phân khúc trung bình. Đó là cặp loa Steinding HVK. Đây là một cặp loa nằm ở phân khúc bình dân với mức giá đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh là 51 triệu đồng. Đây là model của hãng tai noi được sản xuất ra đời năm 1988. Cặp loa này có một bát 2.5 gân cao su, rất dễ ghép âm ly. Ngoài những âm ly của hãng Luckman thì âm ly Acouphase 303 hoặc 305 dùng rất tốt với cặp loa này. Loa có kích thước cao 70, rộng 48.5 và sâu 31 cm. Một chiếc loa này nặng 21 kg. Cặp loa này còn có thêm chân đế. Chân đế của loa cao 26 cm. Nếu như để cặp loa này lên chân đế thì tổng chiều cao của cặp loa là 91 cm. So với dòng tai noi thì cặp loa này khá nhỏ gọn nên rất dễ kê đặt ở trong căn phòng của các bạn. Loa tai noi Steinding HVK có công suất 100W, trở kháng 6 ohm, độ nhạy 90 dB. Quý vị có nhu cầu tìm mua cặp loa tai noi Steinding HVK, xin mời đến Hùng Huyền Đông Anh tại địa chỉ góc ngã tư thị trấn Đông Anh, Hà Nội, bên cạnh cổng công an huyện Đông Anh. Điện thoại 0984285477. Ở đây tôi đang ghép cặp Steinding HVK với chiếc âm ly Acouphase 305. Âm ly Acouphase E305 đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá là 47 triệu đồng. Xin mời quý vị tiếp tục nghe niên khúc Mấy Nhịp Cầu Tre do Như Quỳnh và Huỳnh Gia Tuấn trình bày. Thank you.
câu.